Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giải thích và bóc cái mánh khóe của anh em Việt Nam đóng lại pin. Đây là một quả pin mọi người hay xem thì có thể còn hay gặp quảng cáo là pin đời mới này, dành và dùng được cho con iRobot này. Còn đây là một quả pin chính hãng này. Đây. Quả pin này thì nó chỉ có dung lượng là 1800 mAh thôi. Còn quả này thì lên đến 2500 mAh. Có đầy đủ các cái chứng chỉ rồi các thứ, có cả tên của shop Việt Nam luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử khui quả này ra xem là nó có cái gì bên trong. Còn đây là quả pin chính hãng của iRobot, chỉ cần nhìn qua cái cảm giác cầm nắm nó đã rất là khác rồi. Còn lại thì tất cả các thông tin của hãng sẽ để hết ở trên đây, nên là pin của iRobot thì cực kỳ đắt. Còn bây giờ nó có rất nhiều loại pin giá siêu rẻ mà lắp được cho iRobot. Thì đây, đây là quả pin của iRobot này, mọi người xem nhé. Đầu tiên là bên trong nó sẽ có 8 cell. Sau đây là 4 cell này nó không làm đóng cát, đóng bê tông nhỉ, nó làm cell bên trong đây. 4 cái cell này thì gọi là 4 cell hỏng, 1 cell chết, nó chèn vào thôi. Còn đây là 4 cell chính này. 4 cell chính này thì nó sẽ được chèn lên một cái mạch bảo vệ, sau đấy là nó gắn trực tiếp với hai chân ở bên ngoài. Như thế này thì làm gì có 2500 mAh nào. Đây, 4 cell và một mạch bảo vệ hết. Quả này lắp vào, thậm chí là ngay từ quả pin nó còn không có một cái co nào để có thể bảo vệ cái này. Nó chỉ có trần 4 quả pin là như này thôi. Đây, ở đây là những đầu đóng cell này. Pin này thì chắc chắn là Việt Nam làm lại, anh em toàn anh em làm lại thôi, không có ông nào làm cả đâu. Đấy, đây là mạch bảo vệ 4 miếng đồng. Nên là ấy, lắp cái quả này vào ấy, rẻ thì rẻ thật đấy, nhưng mà sau đấy anh em đi sửa main có sửa được không, rồi là độc tiền sửa main, rồi nó còn chưa kể một thời gian nó mà nổ cái máy thì ôi giời ơi. Đây là 4 cái cell này thì lắp vào cho nặng chứ nó đâu có tác dụng gì. Đấy, đúng 4 cái cell đủ sắc màu luôn. Còn đây là 4 cell chính cũng như là cái mạch để sạc cho con robot. Nên là mọi người ai hay thắc mắc mà tại sao mà hàng chính hãng đắt thế thì mọi người xem video này nhé. Pin của iRobot đấy.